Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Hôm nay giới thiệu cho mọi người là 4 cái đầu máy, bao gồm có một hàng siêu phẩm máy cọp quay Thái 110 nhá. Một cục máy Sirius, một cục máy WA và một máy RS 110. Để mọi người có thể tham khảo qua những cái dòng máy như thế này. Ứng dụng lắp vào những cái con xe của mình kém rồi, để mọi người nâng cấp lên. Chi tiết thì mọi người liên hệ trực tiếp 23 số điện thoại cho mình cho em. Quốc Bắc Giang 0364011683, 0983198883 và 0915198883. Một số cái lưu ý khi mua hàng bên em ấy, thì những cái cục máy này em đều đã đánh mã số và giá tiền rồi. Tình trạng từng cục máy em sẽ báo chi tiết sau thì mọi người nán lại xem hết video. Đấy. Cái thứ hai là khi mà mua hàng bên em thì đối với một số cái mặt hàng nó nặng ấy, cước vận chuyển nó cao nên là các bác mua hàng cọc trước cho em độ 500.000 trách nhiệm. Trường hợp mà không lấy cọc thì anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng lấy, hoặc là trong tỉnh, em ở Bắc Giang, trong tỉnh em xin nhận hàng trả tiền. Và sau đây em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng cục luôn để mọi người xem và tham khảo. Đầu tiên giới thiệu cho mọi người đây là một máy, con này máy Weberlet nhá. Weberlet 110. Tình trạng cục này là máy zin toàn bộ. Máy zin thì chủ yếu em sẽ quay qua cái ngoại quan thôi, còn chất máy thì em bao đồng người máy zin, nổ ngon êm, không khói không ngủ. Đấy, con này có mã số là C265, giá 4,2 triệu. Đấy, quay chi tiết phần máy mọi người xem kỹ hơn nhá. Thứ nhất là phần cốt tải này, cốt tải nó còn đạt đến 95%. Đấy, vách máy xịn này, chi tiết vách rơi cho trẻ, côn điện là còn zin. Đấy, các chi tiết ốc mình sẽ quay rõ luôn nhá. Máy Weberlet dòng này thì so với cái những cái dòng máy WA, WDS thì nó sẽ đắt tiền hơn. Đấy, nên là chất lượng của những dòng này khá tốt. Chi tiết phần đầu bò và hơi đây, dòng với dòng nguyên bản của nó. Cái lô này thì em nhập được giá nó cũng hợp lý thì em cũng để cho mọi người rẻ thôi. Thì mỗi cục em chỉ làm được 200-300 nghìn làm cho lên được. Giá này thì em cũng đã bao gồm cái chi phí vận chuyển thôi. Máy Weberlet sử dụng 3 ốc tay treo máy. Loại này thì mọi người có thể ứng dụng lắp vào những cái con xe máy phân khúc 110, dòng 3 ốc tay treo máy này, hoặc là mọi người nhìn phân biệt cái dòng đầu bò ấy, đầu bò 2 ốc thì lắp được, còn đầu bò 4 ốc thì không thể lắp được nhá. Nếu mà trường hợp muốn lắp thì mọi người phải đụ lại hết toàn bộ tay treo máy và đường điện. Đó. Quay cho một vòng. Máy zin thì chủ yếu em sẽ quay qua cái ngoại quan thôi, còn chất máy thì em vẫn bao đồng người là zin rồi. Linh phụ kiện kèm theo máy có đủ bao gồm cần đạp, hẳn số chế và dàn điện giữ cho em máy. Đó. Số ngọt ngào lại tanh tách nhá. Đó. Số trước em vẫn bảo hành bao đồng người. Ở đây là một người cục tiếp theo, cục này là C265 4,2 triệu. Tiếp theo là một cục máy hàng máy đen là thuộc dòng WA, WA 110cc. Con này thì có đời là 17 tháng 1 năm 2019, mã số là C266, 5,2 triệu trong một cục máy. Tình trạng những cái cục này thì em bao đồng người là máy zin. Đối với một số trường hợp mà giá nó sẽ rẻ hơn, ví dụ máy tầm khoảng 2-3 triệu thì máy đấy là những cái cục nó đã chạm rồi. Còn riêng với những cái cục máy tầm trên 4 triệu như thế này là máy em sẽ bao đồng người là máy zin toàn bộ. Phần cốt tải đây, cốt tải nó còn đạt 95% này, vách máy sử dụng vách máy xịn này, côn điện là còn zin này. Đấy, dòng WA này thì sẽ phổ thông hơn. Đấy, dòng này thì em có cả những phân khúc máy đời cao hơn, 2021, 2022 hoặc là 2023, 2024. Đấy, những cái cục máy này thì em vẫn sẽ cam kết cho mọi người lẩu ngon êm này. Đấy, chi tiết vào đầu bò và hơi đây. Đấy, máy thì em cũng sửa vệ sinh qua rồi. Máy sáng sạch sẽ ngon lành, đã test. Bộ chế theo máy đây là chế hàng Kenhin, Kenhin của Nhật, hàng Honda WA 110cc, máy đen, lốc đen sần. 5,2 triệu cho một cái máy C266, quay cho một vòng. Và này thì cũng tương tự như dòng kia thôi, máy đầu bò 2 ốc, sử dụng 3 tay ốc tay cho máy, lắp được tất cả các dòng máy 110 WA, WRS, RSX, Blade, sử dụng máy 110 đều có thể lắp vừa nhau hết nhá. Theo máy thì có đủ cả cần đạp, hẳn số, chế và dàn điện. Lên cho mọi người cục tiếp theo.
Cục thứ 3 ở đây là một cục máy hàng Yamaha Sirius. Sirius đầu bò ống hơi. Con này thì đầu bò nó là IV12. Con này thì đời nó tầm 2007-2008. Tình trạng máy thì cục này em bao đồng người là máy zin. Máy zin nhá. Với phân khúc giá thì tầm 2 triệu 8 trở lên này máy là nó cũng đã zin rồi. Còn trường hợp mà tầm 2 triệu rưỡi máy nó có thể chạm nhẹ. Còn rẻ hơn nữa thì bên em chủ yếu không nhập. Đấy vì nhập những cái con đấy thì nó chủ yếu máy nó đã chạm nhiều quá rồi. Thì xử lý về mà người chạy nó không được ngon lắm. Đấy. Cái cục này em đều đã test hết rồi nhá. Máy như cục này thì tình trạng là máy zin, nó ngon êm, không quá không ú. Quay cận cảnh chi tiết phần côn trước tiên này. Đấy, nước sơn con này còn khá đẹp. Những cái dòng đời thấp nhưng nó giữ được cái nước sơn lì như này. Chủ cũ đi ít nhá. Đấy, nó giữ được chất máy. Đồ bò và hơi đây. Máy sáng sạch sẽ ngon này. Nước sơn này thì em vẫn qua đồng người là nước sơn zin nguyên bản của nó. Máy thì em đã xịt rửa qua. Đấy, nó sạch sẽ. Và mọi người tác lên là chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, nhiều bác sử mua những cái dòng này của em về cho phản hồi những cái phản hồi khá là tích cực ấy. Máy này phân khúc giá là hợp lý nhất này. Còn đối với một số cái máy nó đời cao hơn, chất hơn thì giá có thể dao động từ 3 triệu rưỡi đến 5 triệu. Đấy, đối với những dòng máy cao. Sirius 110 con này mã số là C267 2.8. 2.8 trong một máy, giá bao ship. Quay trong vòng. Linh phụ kiện kèm theo máy thì sẽ đủ cả dàn điện, cần nạp bằng số chế. Rồi lên cho mọi người cục tiếp theo. Cục thứ tư là một cục máy hàng cọp. Siêu cọp máy quay thái 110cc. Trong ngoài thì rất ít khi có. Bây giờ trên thị trường thì hiếm, gọi là hàng siêu hiếm rồi. Chắc có khi phải cả năm em mới nhập được 1-2 cục như thế này thôi. Cục này thì em báo cho mọi người là máy zin toàn bộ. Máy zin bao nổ ngon, hoạt động bình thường. Máy hàng tháo xe xuống. Các chi tiết ốc đây mọi người xem này. Con này thì em cũng để mộc từ xe tháo xuống, chưa vệ sinh sửa chữa gì hết. Đấy, để mộc luôn. Đầu bò 4 ốc. Các chi tiết ốc chưa vết động cờ lê này. Phần hơi đây. Dùng hơi 110. Dòng máy quay thái. Lốc cong. Cốt tải nó còn đạt 90-95%. Cái này thì dầu này nó không tránh khỏi được. Cái này khi vận chuyển ấy, đường dầu ở trên này nó đổ ra thì nó hơi bẩn tí thôi. Các bác cần vệ sinh xịt rửa hoặc là làm lại ngon lành sạch sẽ thì bên em có nhận luôn. Đấy, giá cục này giá 15 triệu. Hàng siêu cọp. Để nói những cái dòng này bây giờ các bác kiếm ở trên thị trường, nếu mà bình thường mọi người mua không bao giờ kiếm được. Đấy. Như bọn em nhập nhiều thì đôi khi điểm lọc và chọn lọc ra được 1-2 cục. Đấy. Còn những cái dòng máy quay thái thì bây giờ không ai dã cả. Cực kỳ hiếm rồi. Quay thái 110cc. Đấy, quay cận cảnh chi tiết lại cho mọi người xem phần đầu bò nhé. Con này buji em đã tháo và kiểm tra rồi. Mọi chi tiết máy là máy zin. Con này có được một cái cực củ đề là nó thay thôi. Củ đề lô. Con này mã số là C268, giá 15 triệu. Linh phụ kiện kèm theo máy bao gồm có cần khởi động này, mang cá này, cần số này, bộ chế đây. Chế Kenhin, hàng BB. Chế 110 xịn. Mọi người có thể lắp máy cái IC của nó này. IC dòng máy quay thái đây nhá. IC đặc trưng của nó đây. Rồi Mobison này. Quay tròn vòng. Trong này thì mọi người có thể ứng dụng lắp vào các dòng máy quay 100 hoặc 110, máy thái hoặc là máy Future 1 là có thể lắp được. 15 triệu cho một máy C268. Hàng tuyển chọn siêu cọp. Mọi người tham khảo qua những cái cục máy như thế, ứng dụng lắp xe của mình phù hợp thì mọi người liên hệ ba số điện thoại cho mình em. Còn đối một số cái mọi người mà thấy em thấy một số bác bình luận ở dưới là cứ bảo mấy cái cục máy hàng mấy trăm nghìn, 500 nghìn, 600 nghìn, hàng phế thải phế liệu. Thực ra là các bác cũng chưa hiểu gì về máy. Đấy. Nếu mà các bác mua được những cái giá như thế thì em khẳng định máy nó toàn máy nát. Cái thứ hai là nếu mà các bác mua được các bác cũng không về, không dùng được. Hàng coi như hàng mất đi rồi.
Đấy, còn những cái cùng máy này em toàn bố đã test rồi, em bán giá theo giá thị trường hết, có thể rẻ hơn chút. Đấy, nên là mọi người cân nhắc nhé, giá này thì mỗi cục em chỉ làm được vài trăm thôi, có lãi là em cho lên được. Đấy, ok mọi người tham khảo qua những cục máy như thế nhé. Thì mọi người cần máy gì có thể bình luận bên dưới, nên em sẽ tuyển chọn và cập nhật thêm nhiều máy hơn. Cảm ơn tất người đã xem video, chào mọi người.